Anh đến để nhận hàng đi giao. Ok, chờ em một tí nhé. Hàng đâu em? Đây. Hôm nay em bảo anh giao mặt hàng này tới đâu là anh phải giao tới đó đấy nhá. Đi. Hôm nay em mời anh món phở cuốn Made by cô Thương nhá. Em cứ cho anh ăn thế này, chẳng mấy chốc anh thành lợn mất. Nếu mà thành lợn thì càng dễ thương chứ sao. Để em lấy cho anh. Anh ăn đi. Có ngon không ạ? Ngon. Em với cả vợ anh, ai nấu ăn ngon hơn? Em chỉ đùa anh thôi. Mà đồ ăn em làm vừa ngon vừa đẹp thế này, tại sao anh không chụp ảnh để up lên mạng? Bình thường em hay thấy anh chơi Facebook lắm mà. Trông cái mặt anh kìa, anh yên tâm, em biết điều lắm. Tất cả những gì đẹp đẽ chỉ nên ở trong vòng bí mật thôi. Mà không thể bật mí. Thích thật đấy. Chỉ muốn được như thế này mãi thôi. À, hay là hôm nay em đi ship hàng cùng anh nhé. Hả? Đi ship hàng với anh á? Ừ. Riêng hôm nay em sẽ làm cái đuôi của anh. Thôi, anh ăn đi, rồi mình đi nhá. Chị ơi, mình có đơn hàng, chị xuống lấy giúp em với ạ. Anh ship hàng nhanh thật, vèo một cái đã xong rồi. Bây giờ mình đi đâu tiếp nhỉ? Em muốn đi đâu thì mình đi thôi. Hay là mình đi ăn bingsu đi. Ở đây có vị matcha trà xanh mới đấy. Thế cũng được. Ship hàng à chị à? Dạ vâng. Ờ, thì cảm ơn. Của chị 320 ạ. Ờ, đây. 320 đi em. Em xin. Suýt nữa chị nhầm đấy. Đi giao hàng mà mang theo bạn gái xinh đấy kia. Nhất em nhá. Vâng. Mà chắc là vợ nhỉ. Thôi chị cảm ơn nhá. Thôi đi. Được đi làm cùng với anh thích thật đấy. Anh thấy không? Người ta còn khen em với anh trông giống vợ chồng.
kể mà được như thế thì thích nhở. Này. Hả? Sao anh cứ im lặng thế? Đi đường kiểu gì đấy? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Anh bị làm sao ấy? Hình như anh đi nhầm đường. Đi đâu tôi không biết. Anh đẹp đấy em ạ. Trông cũng được. Anh ơi. Hả? Đi ăn đi, em đói quá. Ừ, em muốn ăn gì? Đi ăn đồ nướng đi. Đi. Ok. Đây là hợp đồng công việc. Anh đọc tất cả các điều khoản đi rồi ký vào cho em. Có cả hợp đồng luôn hả? Có chứ sao không? Bên em chuyên nghiệp anh. Đây. Điều khoản đây. Đấy, rồi anh ký vào đây nhá. Nhiều này á? Nó dài thế. Cũng không có gì đâu, thủ tục thôi mà anh. Chủ yếu là anh lưu ý bảo mật thông tin cho em trước khi mà tất cả các hình ảnh của anh được công bố trên truyền thông. Thứ hai là sau ngày hôm nay anh cầm tiền cát xê về rồi thì mọi hình ảnh của anh là thuộc quyền sở hữu của bên em và anh không được sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân. Đây, vào đây. Cái bảo mật thì càng tốt nhé, để em đọc qua cái này. Đây, đây xem nào. Đây, nó là... Chị ơi, xong chưa? Em xét xong từ nãy rồi đấy. Đây, ký vào đây. Xong. Hợp đồng xong rồi. Anh vào trong kia make up đi. Cái gì ạ? Make up. Trang điểm. Tóc với cả mặt anh xong rồi đấy. Cởi áo đi. Sao lại cởi á? Anh chưa đi làm bao giờ à? Anh không có múi, anh phải cởi ra để tôi tạo múi chứ. Em ơi. Ừ. Em đang làm gì đây? Em đang đánh răng. Anh đột vào à? À, không. Anh hỏi thế thôi. Cứ yên tâm mà đánh tiếp nhá. Dạ, em nghe đây ạ. Vâng ạ. Em sẽ đến ngay ạ. Vâng, em chào anh ạ. Cô ngồi tạm đây chờ nhá. Cậu Hào đang trên đường về rồi đấy. Vâng, anh cứ trông em bé đi. Em ngồi đây chờ tí cũng được ạ. Quý không đi làm à? Tôi cũng chuẩn bị đi đây.